Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình. Mình là Huy Sơn đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ học combo trái băng V2 kết hợp với lại What Human nha. Trước khi video thì xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay, nhớ like và đánh kênh ủng hộ mình nha. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ đi random trước nha, để xem hôm nay vận may của mình nó có may mắn không. Đấy, được trái lửa. Lửa khắc băng nha các bạn. Đấy, chung cái trái này chắc mình cũng không lưu trữ rồi, bởi vì những cái trái này kiểu gì mình có rồi. Đấy, vẫn tạm đây vậy. Rồi, thì giờ mình cho các bạn xem cái chỉ số của mình trước khi mình học combo nha. Thì các bạn sẽ tăng cho mình khoảng tầm mắc cận chiến, mắc phòng thủ và mắc chay block nha. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ đi nói chung là xem V2 mình nha. Đây, thì mình khuyên các bạn nên chúng ta nên dùng chiêu C B1 nha các bạn. Bởi vì chiêu C B1 thì nó sẽ dễ trúng đối phương hơn, và nó dễ gọi là đóng băng nhanh hơn nhé. Đấy, kiểu vậy. Ok, giờ mình sẽ ra kia test cho bạn ấy combo nha. Mình vừa mới học được nha các bạn. Nói chung học tạm thời thôi, cầm ra BB chắc là không ổn đâu. Đấy, thì đây, đầu tiên là mình sẽ làm các bạn làm sao mà gọi là áp sát đối phương ý. Các bạn có thể tốc biến cho mình. Đấy, V này, C này, Z này, X, Z, rồi C. Thì combo mình sẽ tí mình edit video, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem nha. Đó, one hit luôn. Đấy, mình chưa dùng đến chiêu C luôn. Rồi, thì giờ mình sẽ test lại lần nữa cho các bạn xem nha. Uầy, thanh niên này làm gì đây? Từ nào? Uầy, hai anh này đang BBB rồi các bạn ơi. Từ nào, để mình test một phát nào. Bạn kia dùng chế bo à? Uầy, bạn này cũng dùng chế băng này. Này thì BBB này, Z này. Uầy, không chết, không chết. Bạn kia dùng độc người cá nên có thể gọi là khắc chế được cái combo của mình. Chung là trái cân băng này, combo trái băng khá là dễ khắc chế nha các bạn. Thử thử á, cứ cầm tầm người cá là khắc chế được cái sao ấy. Rồi mình sẽ bảo mình kia test lại nha. Test lại lần nữa để cho bạn xem. Đấy, thử thử. Ok, đứng đây. Cứ áp sát bằng cách là dịch chuyển giờ ấy, hoặc là quy đến cũng được. Đây, như này mình này. Thử thử. Chưa giờ mình cũng chưa hồi nha các bạn. Đấy, giờ phát B này, C trái băng này, Z này. Các bạn chuyển cho bên em vẫn X và Z cho mình nhé. Ủa sao lại tươi mị hụt nha các bạn. Từ từ á. Tại sao nhỉ? Mình thấy mình đánh chiêu không trúng mà. À, Haki con sát nha các bạn. Có vẻ như Haki con sát nó khắc chế được cái combo chế băng này. Ấy thì hình như là mình cần phải chuyển con tộc người máy rồi. Thì mình gọi là dùng được. Chắc mình chuyển tộc người máy nha các bạn. Thì chuyển thôi chứ làm gì nữa. Ok, và giờ mình đã có tập người máy rồi. Mình sẽ cho bạn xem cái combo trái băng kết hợp với tập người máy nha. Đây, các bạn cứ ấn B trái băng xong các bạn bật tập cho mình. Tập B3 ấy, là nó sẽ phá cái haki của đối phương. Là các bạn có thể dễ dàng combo những cái combo khống chế lên đối phương mà không bị sợ bị dùng haki mất. Đấy. Rồi thì mình sẽ thử BVB với mấy bạn này nhá, để xem cái trình độ khả năng của mình như nào. Giờ mình cầm ra ngoài BVB, xe vào thường mà BVB thì cực kỳ khó khăn cho mình luôn, bởi vì mình mới tập cái combo này mà. Và thứ hai là mình không săn bounty giỏi cho đấy. Đấy. Và bạn này dùng cái gì đây? Dùng cái súng à? Súng lá cao su nha các bạn. Rồi. Ui. What Human à? V này, đâu rồi? Đấy, chưa V mình cảm thấy nó hơi khó khăn trong việc đóng băng mấy. Vì khi các bạn gặp một cái đối phương mà có cái tầm đánh xa ấy mà ui, combo cũng được phết nhỉ. Mà tầm đánh xa mà hay spam nhiều ấy thì đối thủ sẽ giữ khoảng cách ấy, và các bạn sẽ không thể đóng băng đối phương. Đây, bạn này dùng trái gì đây? Hình như trái bo hay sao ấy, đúng nhỉ? Trái bo ấy. Rồi ấy, chạy được cái gì nữa. Thì mình đánh giá các bạn phải dùng nhanh tay không nhá. Đấy, V này, từ nào, C này. Ui, ủa, mình đóng băng rồi bạn này vẫn dùng một skill à? Ảo ma thật sự luôn ấy. Thôi xong rồi, combo gì xong đen gì này. Ôi, quả này tiêu rồi, bật tập này hồi máu này. Đúng rồi. Ui. Ấy thì nhược điểm thứ hai là nó sẽ... Ôi, sợ xong rồi. Ok, thì nhược điểm thứ hai của trái băng là nó sẽ không thể đánh trên không được nha các bạn. Đấy, các bạn phải đánh ở phía dưới này. Quên, đánh ở phía ấn X trước. Mình ấn Z trước. Ui. Ôi, không dồn đam lên bạn kia nha. Bạn kia có tập về cá nên có thể gọi là khắc chế được cái combo của mình. Đấy, không chết luôn.
thì cái chế băng này nó không thể gọi là đánh ở trên không được, bởi vì nó chỉ đóng băng bên dưới này mà. Nhưng bạn nào mà có những kiểu trái lớp hay là trái phượng hoàng cứ bay lên trời ở spam skill thôi là trái băng coi như vứt đi luôn đấy. Đấy rồi, từ từ nào cho mình combo phát nào. Nói combo vậy thôi chứ bên ngoài các bạn tùy theo thuộc cái tình huống mà các bạn đánh thôi, chứ bạn không thể có combo chuẩn được. Combo chuẩn chủ chỉ có đi gọi là cắn nén thôi, tức là cứ lấp lấp xong rồi chờ mấy người kia đi qua phát mình nhảy ra mình gọi là cắn nén ấy thì mới combo chuẩn được thôi. Chứ nếu mà BB thật sự cái này phải tùy thuộc vào kỹ năng của các bạn spam nhiều càng nhiều càng tốt. Đấy, mình không thể nói chung mà dùng chuẩn gì được. Ôi bạn kia tộc tộc quỷ V4 à. Ôi bạn kia cũng dùng chơi băng kìa. Ôi sao cứ dùng cái súng kia bắn là khó chịu thế nhỉ. Nào đâu rồi. Ui trời trời trời, không nhìn đến gì luôn các bạn ơi. Đây tộc quỷ với lại cái trái bo. Chạy chạy thế này làm gì nữa. Ấy may mà mình có tộc người máy, nó cũng gọi là hơi châu châu nha các bạn. Tộc người máy phòng thủ cũng khá châu, nó chỉ đứng sau tộc cá thôi. Rồi Z này, Z tầm Z ngắn quá các bạn ơi. Ấy mình nghĩ trái băng nó chỉ còn đánh gần thôi, còn xa này chịu thôi. Vậy mình nghĩ là trái bột trái BB khá là ổn ấy, còn trái này thì không không được. Trái này dành cho bạn nào mà tay to ấy mới dùng thôi. Ui từ đấy giờ đóng băng được có 2 lần hay sao ấy. V này ấy né rất là kinh luôn, tạo thật sự luôn không đủ tầm luôn. Các bạn chỉ có đi núp rồi các bạn chạy ra các bạn dùng combo thì may ra mới ăn thôi, chứ BB trực tiếp cũng khó lắm. Rồi thôi rồi mình bị đóng băng rồi, bật tộc này không có thu mình này. Ui ôi bạn này combo cũng hay phết nhỉ. Ôi may đấy, may đấy, may mình hấp bị hất tung đấy. Rồi vô đây từ từ nào, về này. Ôi không đóng băng rồi, ôi chán vãi trưởng. Rồi vào đây, vào đây Z này. Ôi tộc người cá sao đánh có 2007. Ui ôi đau đau ấy. Từ 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 ôi thôi kiểu xong rồi, bật tộc hồi máu này. Rồi thôi thì chắc mình nghĩ mình sẽ gọi là để video sau mình săn bounty nha các bạn, hoặc cũng có thể vậy chứ mình nghĩ kỹ năng mình kém quá. Rồi phải dùng cả cái đàn này đâu hết rồi hình như là. Ok thì chắc là mình nghĩ mình sẽ kết thúc video nha các bạn, tầm mình quá là kém. Sẽ với bài làm gì nào, đây thì tắm à. Ok thì mình nghĩ combo mình đến đây các bạn ơi, và nếu bạn thích combo này có thể like và đăng kênh cho mình. Rồi thì mình xin chào các bạn nha, bye bye.